Chưa chưa. Thiền chữa lành tâm hồn, massage cho bà ngoại, nhặt đồ đó mà nhặt đồ, massage cho bà ngoại bị bệnh, massage. Ý Quỳnh Quỳnh, khách có khách không Quỳnh ơi? Bà ngoại nè Quỳnh ơi. Nico hả? Hello Nico. Chúc ngoại mau khỏe. Anh còn rất ra ngon. Có khách không Quỳnh? Có khách không Quỳnh? Tất nhiên là không hả? Vậy anh có cần ra ngoài không hay là anh đây luôn? Nãy massage mạnh ngoài la. Chúc bà mau khỏe, cảm ơn em. Đồng hồ trên tường hết pin nè. Tính ra quán nè. Chạy đi, anh ra. Ra quán Quỳnh ơi. Ra quán không? Ra quán. Mở nhạc Úc ơi. Nghĩ tâm cho anh Lâm hay đất này. Ủa anh Lâm nè, anh Lâm nè. Chúc Tết mau khỏe, cảm ơn Ngọc Hương. Bị bệnh trời ai cho vậy Tiên Tiên, cảm ơn em. Nhiều lắm muốn làm neo không á, nhiều lắm insulin tay hoài ốm lắm. Thank you.
thì đi theo mẹ ra quán rồi, Ngọc thì theo mẹ ra quán, còn Nhi thì ở nhà với Lâm, nữ hoàng của chị Kiệt mà. Thấy comment xíu nữa Lâm ra, chúc bà ngoại nhiều sức khỏe. Ok, người ta chúc bà ngoại quá trời nè, ngoại đang khỏe nha, ngoại gật đầu, ngoại có gật đầu, ai cũng chúc ngoại mau khỏe hết trơn á. Ngoại đang khỏe, cái ngoại ra ngoài quán ngoài chơi ra ngoài nha. Đầu mà nói là ngoại đang khỏe để mà ngoại ra ngoài chơi. Ý trộn dữ vậy, nhiều người coi vậy. Cái gần tay còn một xíu.